đây luôn, mình xin gửi đến anh Bảo An Giang, cũng là lời cảm ơn của anh nhận đặt hàng, tin tưởng bên đặt hàng bên em. Thì đây là máy của anh Bảo An Giang. Thì đây mình cũng vừa làm một lượt ba cái, nhưng mà cái kia đơn giản hơn, nhanh trước. Đây mẫu này giống như mẫu của anh Thắng ở Ninh Thuận nha. Cái này mình đang làm, mình chưa có rửa nha, chưa có đánh bóng gì hết. Số lượng với anh em là hiện tại bên mình có cũng có hàng, nhưng mà hàng cũng không đẹp lắm nha, nên mình chờ máy anh Dần về để gáp cho anh Dần. Máy này mình nói chung cũng có nhưng mà không đẹp, không đẹp thì giá nó rẻ, nhưng mà vẫn là hàng ý địa bao hơi nha. Đây mình đã chuẩn bị sẵn hết trơn để khi nào chờ có máy về mình sẽ gáp liền cho anh Nguyễn Dần đến từ Hải Phòng. Và cũng gửi lời cảm ơn đến những anh em đã ủng hộ và xem bên mình từ trước tới giờ. Và anh Dần cũng có đặt dần gỗ dần cầu bên mình là 21.900.000. Là chọn bộ 21.900.000 nha. Nó giống như mẫu khuôn của anh Thắng ở Ninh Thuận gì đó, nhưng mà có một số thì nó có thay đổi nhẹ. Cái máy này là máy của anh Bảo. Rồi cảm ơn anh em nha, lời cầu chúc anh em ở quý phương xa được nhiều sức khỏe. Mời anh Thành Đạt nha. Rồi em cảm ơn.